Dạ, Bảo Quyền xin kính chào tất cả ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại kênh Nhà Giá Rẻ Giáp Bình Chánh. Đầu video, Bảo Quyền xin kính chúc cho gia đình mình thật nhiều sức khỏe và luôn hạnh phúc bên nhau. Dạ, cô chú, anh chị, mình thấy hôm nay Bảo Quyền đã đứng trên một cái tuyến đường phát triển không ạ? Ở rất là nhiều xe cộ chạy luôn, cô chú, anh chị ơi. Tuyến đường này là tuyến đường Đinh Đức Thiện nối dài nha cô chú, anh chị, hay còn gọi là tuyến đường 826. Từ vị trí này Bảo Việt đi lên khu công nghiệp Cầu Tràm chỉ vỏn vẹn đâu đó khoảng tầm là 1 km thôi cô chú anh chị, còn gia đình mình đi đến chợ Bình Chánh thì khoảng tầm là 3 đến 4 km ha. Không phải đường không mà hôm nay Bảo Việt đứng trên tuyến đường này vì có một miếng đất rất là đẹp luôn cô chú anh chị, và có một căn nhà cấp 4 luôn, một cái siêu phẩm cực phẩm rất là đẹp luôn nằm trên cái tuyến đường này đi vào ha. Thì Bảo Việt đang đứng đây chính là cái mặt tiền đường của lô đất mình hôm nay luôn cô chú anh chị. Từ tuyến đường Đinh Đức Thiện nối dài này vào khu vực đất mình chỉ vỏn vẹn đâu đó khoảng tầm 500 mét thôi. Thì để cô chú anh chị mình biết rõ về vị trí đất hôm nay cũng như là căn nhà cấp 4 hôm nay, bây giờ thì Bảo Việt xin mời cô chú anh chị mình cùng theo chân Bảo Việt để mình vào mình xem lô đất thực tế của mình nha cả nhà. Thật sự view quá là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị mà thấy không, đường xá rất là rộng rãi luôn đó, ô tô là đi tới nơi luôn á cả nhà. Thì trục đường này á cô chú anh chị, hiện tại bây giờ thì với cái chiều ngang là khoảng tầm là 4 mét, thì đường này mình còn mở rộng lên đó là 8 mét nha cô chú anh chị, đã chừa sẵn xăng hết trơn rồi đó. Cô chú anh chị mình thấy không, nhà của mình nè, đất của mình đối diện với lại là một cái villa rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi, view cực kỳ đẹp luôn đó. Cô thấy như cô chú anh chị mình thấy không, cái villa của mình xây nè là còn thục vô là khoảng tầm là 3 đến 4 mét ha. Thì đường mình chắc chắn nay mai phải mở rộng. Thì tuyến đường này á theo Bảo Việt biết ha, thì đây chính là một cái trục đường thông nha cô chú anh chị, kết nối từ tuyến đường 826 như đầu video cô chú anh chị mình đã thấy rồi, mình kết nối về tuyến đường quốc lộ 50 để gia đình mình về quận 8, quận 7 rất là gần luôn. Đó. Anh chị mình ở các quận lân cận ở đây như quận 6, quận 7, quận 8, quận Tân Bình, mình đi đến đây chỉ mất trong khoảng 30 phút thôi. Nếu như gia đình mình dư giả tài chính, có cái nguồn tài chính ổn định thì gia đình mình mua cái miếng đất mình có một căn nhà cấp 4 mình nghỉ dưỡng thì quá là tuyệt vời luôn cô chú anh chị ơi. Mình ra 400m, 300m trở lại thôi, có đầy đủ tiện ích luôn, chợ, trường học, rồi các shop thời trang nè, rồi những cửa hàng xe gắn máy, nói chung là đầy đủ tiện ích để phục vụ cho đời sống của mình. Ở và nhà của mình, đất của mình còn nằm trên mặt tiền đường xe tải, xe ô tô nữa thì cũng là một cái điều rất là tuyệt vời ha. Thì trước khi vào mảnh đất của mình hôm nay thì cô chú anh chị mình thấy đây nè, đất của mình thì nằm phía trước một cái con gạch nhỏ nha cô chú anh chị. Con gạch nhỏ này thì cũng là một cái view rất là mát cho gia đình mình luôn. Cầu trước nhà của mình đã xây qua sẵn rồi, rất là chắc chắn với cái chiều ngang là khoảng tầm 3 mét. Cô chú anh chị mình có ô tô 4 chỗ, 7 chỗ, mình chạy vào rất là thoải mái ha. Và tổng diện tích đất của mình hôm nay là 2.500 m² nha cô chú anh chị. Và trong đó mình có 300 m² là đất thổ cư, và 1.700 là đất vườn, và khoảng tầm 500 m² còn lại là mình sẽ thuộc về đất lúa ha. Và giá trị của mình đó cô chú anh chị chỉ đâu đó khoảng tầm là trên 2 triệu/m² thôi, rất là rẻ luôn cô chú anh chị. Với 2.500 m² này thì cô chú anh chị mình xây được rất là nhiều căn nhà cho người thân họ hàng mình ở, hoặc là cô chú anh chị mình có thể mình xây một cái biệt thự mình nghỉ dưỡng ha. Đó là cái điều đó thì
là cái điều mơ ước của rất là nhiều người luôn rồi. À, Bảo Việt không còn bàn cãi gì nữa cô chú anh chị. Thì bây giờ Bảo Việt đang tiến vào khu vực đất mình đây ha. Có ao sẵn luôn, rồi có trồng vườn sẵn luôn, có sòi, rồi mít nè, rồi bưởi nè, nhãn, nói chung là đầy đủ các cây ăn trái luôn. Thì cô chú anh chị mình nếu như hợp miếng đất này của Bảo Việt giới thiệu ha, mình cần mình giữ lại những cái cây ăn trái này để sau này khi lớn rồi mình có trái có quả mình ăn thì mình giữ, còn không thì cô chú anh chị mình cứ chặt bỏ thì mình xây theo ý thích của mình đó cô chú anh chị, thì mình cứ làm ha. Thì hiện tại bây giờ thì gia chủ đã chuyển lên 300 mét vuông thổ rồi, thì cô chú anh chị mình cũng đã xây được một cái biệt thự rồi ha. Hiện tại bây giờ phía trong đất mình sẽ có một cái căn nhà cấp 4 khoảng tầm 200 mét vuông, ngang 8 dài cho 25 mét ha. Thì miếng đất này cô chú anh chị thì của một cái người anh cũng rất là thân luôn với Bảo Việt ha. Hôm nay anh đang kẹt nợ ngân hàng, kẹt vốn gấp luôn cô chú anh chị, cho nên mới bán cái giá này. Hầu như miếng đất này là anh bán lỗ rất là nhiều luôn, khoảng tầm 400-500 triệu của cô chú anh chị. Tại vì anh mua là thời điểm sốt ha, hiện tại bây giờ anh bán lại là cái thời điểm bất động sản đang xuống giá, đang giảm giá. Anh ngợp tiền, ngợp nợ ngân hàng cho nên anh bán. Cô chú anh chị mình xem clip này của Bảo Việt ha, mình có duyên thì mình nên tận dụng mình mua nha cả nhà. Bảo Việt xin mời cô chú anh chị mình qua đây để mình quan sát hết khu vực đất của mình ha. Chiều ngang của cái miếng đất của mình là ngang 45m và dài là 60m nha cô chú anh chị. Tổng diện tích là 2.500m2, 2.500m2 ha. Có thổ, có vườn, rồi có đất lúa luôn, đủ hết cô chú anh chị. Phía bên đây là cái ao nè, để cho gia đình mình nuôi cá được ha. Cái mô hình này là Bảo Việt thấy trên đài xuất hiện rất là nhiều nè, mô hình vườn ao chuồng ha. Cô chú anh chị mình thấy không, có vườn có ao rồi, nó cô chú anh chị mình muốn nuôi, mình kinh doanh để có thêm thu nhập ha, thì mình có thể mình nuôi dê, nuôi bò, nuôi trâu gì đó cô chú anh chị, tùy vào sở thích của mình ha. Để mình vừa làm kinh tế mà mình vừa ở một cái khu mình nghỉ dưỡng nữa, thì không còn gì bằng nữa cô chú anh chị ơi. Gia đình mình cùng theo chân Bảo Việt ha, để mình vào bên trong. Đất của mình là vuông vứt hết nha cô chú anh chị. Nếu như mình mua cái miếng đất này của Bảo Việt ha, mình thiếu tài chính nè, mình có thể mình cấm sổ mình vay ngân hàng được luôn. Hiện tại bây giờ sổ sách là anh gia chủ đang cấm ngân hàng, thì cô chú anh chị mình khỏi lo về mặt pháp lý rồi ha. Mình được tặng căn nhà cấp 4 luôn cô chú anh chị ơi. Cây trái cô chú anh chị mình thấy không, rất là xum xê ha. Gia đình mình về đây nay mai những cái cây này nó chịu quả rồi thì gia đình mình có thể mình bán luôn, mình làm kinh tế cũng được nha cả nhà. Gia đình mình thấy không, căn nhà cấp 4 của mình cũng rất là khang trang luôn. Nếu như gia đình mình xây bây giờ mà căn nhà này á thì rơi vào khoảng tầm là 400-500 là chuyện bình thường ha. Với cái chiều ngang 8m, dài cho 20m, 200m vuông thổ ha. Thì bên đây mình còn khu vực bên đây là mình còn thổ nha cô chú anh chị. Cái mí nhà bên đây là mình còn luôn nè. Cô chú anh chị mình thấy không, do anh không có ở nhiều quá, chủ yếu để trồng vườn tược rồi thôi, nhưng mà tại bây giờ anh quá là kẹt tiền rồi cho nên là bán cho mình một cái giá rất là hợp lý luôn. Cuối video đi Bảo Việt sẽ báo cho mình một cái giá cô chú anh chị mình nghe rất là bất ngờ luôn, trên 2 triệu mét vuông tí xíu thôi cô chú anh chị, cực kỳ rẻ trong cái thời điểm này luôn ha. Thì gia đình mình cũng đã biết rồi, với cái thời điểm hiện tại thì gia đình mình vay ngân hàng để mình mua đất mua nhà lãi suất rất là rẻ luôn, chỉ khoảng tầm 1-2 ngày trước thôi thì Bảo Việt cũng có hỗ trợ cho một cái người anh khách hàng ha, mua nhà mua đất của Bảo Việt nè. Thì với cái lãi suất hiện tại thì với Sacombank nha cô chú anh chị thì khoảng tầm là 7.5% một năm thôi. Bảo Việt vừa mới hỗ trợ cho người anh này vay luôn, cho nên Bảo Việt biết rất là rõ ha. Thì đâu đó khoảng tầm 0.6-0.7 rồi, rất là rẻ luôn cô chú anh chị. Mình mua cái miếng đất này mình cắm sổ mình vay ngân hàng thì rất là ok luôn ha. Thì để gia đình mình biết rõ hơn về khu vực của mình thì bây giờ Bảo Việt xin mời cô chú anh chị mình vào mình quan sát căn nhà của Bảo Việt ha. Ganh đất của mình á, xung quanh ở đây thì đã hàng rào lên lưới B40, chôn trụ sẵn hết rồi nha cô chú anh chị. Do cái miếng đất của mình nó quá rộng đi, khi nào mà cô chú anh chị mà xuống đây gặp trực tiếp Bảo Việt mà xem thực tế đi thì Bảo Việt sẽ cho cô chú anh chị mình quan sát hết luôn, bằng mắt thường luôn, thì mình sẽ thấy xung quanh của mình nó rất là rộng rãi và nó rõ ràng cô chú anh chị. Chứ bây giờ mà Bảo Việt đi quay từng cái góc cạnh á thì cái video nó rất là dài ha, cho nên cô chú anh chị mình thông cảm. Phía trước cái sân nhà, cái hàng ba của mình ở đây á, cô chú anh chị mình thấy không, cũng rất là rộng nè. Mình để một cái bộ băng ghế đá mỗi buổi chiều hoặc là mỗi buổi tối, đồ gia đình mình ngồi ở đây mình nhâm nhi vài tách trà
thì rất là tuyệt vời luôn ha. Xung quanh nhà mình á, những cái hàng rào xung quanh ganh nè, hầu như là anh gia chủ là trồng dừa với trồng chuối ha. Mình về là mình có cây ăn trái rồi ăn hết nha cô chú anh chị. Phía trong đây là không gian phòng khách của mình, sẽ có một cái lớp cửa bốn cánh bảo vệ. Lớp cửa này là bằng sắt kết hợp với lại là kính mờ ha, rất là chắc chắn luôn cả nhà ơi. Thì căn nhà này hầu như là tặng thôi cô chú anh chị. Đối với cái giá trị của tổng miếng đất, căn nhà này cũng không có bao nhiêu, khoảng tầm 300-400 triệu thôi, nhưng mà cũng là cái tấm lòng của anh gỡ vào cái mảnh đất của mình, nên cô chú anh chị mình mua thì anh sẽ tặng luôn ha. Phòng khách này thì mình tiếp khách khá là rộng rãi luôn, với cái diện tích thì khoảng tầm đâu đó việc thấy là 20 mét vuông ha. Cô chú anh chị mình có họ hàng người thân đồ, mình tổ chức đám tiệc đồ ha, lễ lọc đồ á, mình tụ họp về đây thì rất là ấm cúng luôn cả nhà. Căn nhà cấp 4 này thì cũng bình thường thôi, mình có hai phòng ngủ của chú anh chị, 200 mét vuông thổ, mình xây dựng là có giấy phép đầy đủ hết ha. Gia đình mình xuống đây gặp trực tiếp bảo việc, bảo việc sẽ mang giấy tờ cho cô chú anh chị mình xem rõ ràng ha. Căn phòng ngủ này mình ở được khoảng tầm 4-5 người, có hai lớp cửa sổ luôn, mình mở ra mở vào thì rất là thoáng, rất là mát nha cả nhà. Và tiếp theo mình sẽ qua căn phòng ngủ thứ hai ha. Căn phòng ngủ thứ hai của mình sẽ có một cái nhà vệ sinh bên trong, cũng có cửa sổ luôn. Nói chung là căn nhà này thì cô chú anh chị mình khỏi lo về vấn đề bí không khí rồi, vì xung quanh đất mình rất là rộng rãi, thì anh gia chủ mở cửa sổ rồi nó quá mát rồi cô chú anh chị ơi. Bảo Việt hiện tại bây giờ quay giờ chưa cô chú anh chị, nhưng mà cái không khí ở đây rất là mát luôn, vì xung quanh của mình ở đây á, hầu như là những người dân ở đây á, trồng vườn tược rất là nhiều, cho nên cũng khá là thoáng cô chú anh chị. Và bên trong cái căn phòng ngủ này mình sẽ có một cái nhà vệ sinh ha, đầy đủ những trang thiết bị cơ bản hết nha cả nhà. Bảo Việt xin mời cô chú anh chị mình cùng theo trang Bảo Việt để mình qua đây mình quan sát khu vực nhà bếp ha. Gạch ốp tường cũng ốp lên xung quanh nhà lên khoảng tầm 2 mét, rất là sạch sẽ nha cả nhà. Đây chính là nơi hạnh phúc của gia đình mình đây, mấy anh chồng mấy chị vợ chỗ tài nấu ăn. Được thiết kế bếp của mình thì theo trình chữ L ha. Mặt bếp thì ốp gạch men rất là sạch sẽ luôn, bên đây có bồn inox cho mình sẵn luôn. Và đối diện với lại khu vực nhà bếp còn có một cái cửa sổ nhỏ nhỏ để mở ra mở vào cho thoáng gió thoáng khí khi mà mình nấu nướng mình nấu ăn ha. Và đối diện khu vực nhà bếp của mình còn có một cái nhà vệ sinh nữa nha cả nhà. Bảo Việt tranh thủ review cho cô chú anh chị mình xem không quá dài cái video, mà mình xem được hết tất cả các chi tiết nha cô chú anh chị. Đôi khi mình xem video nó quá dài thì cùng mình cũng nhàm chán ha. Đây là phía sau sân nhà của mình đây. Cô chú anh chị mình thấy không, rất là mát luôn. Mình để một cái võng, mình nghỉ trưa, mình ngủ trưa ha. Thì không còn gì để bằng nữa rồi cô chú anh chị ơi. Xung quanh đất của mình thì đã xây lên hàng rào lưới B40 bảo vệ hết rồi nha cô chú anh chị. Trụ đã chung sẵn hết rồi ha. Cô chú anh chị mình thấy không, một cái không gian rất là mát luôn. Một cái miếng đất rộng rãi như thế này chỉ có trên 2 triệu mét vuông, rất là rẻ lên cô chú anh chị ơi. Phải nói là thời điểm này cô chú anh chị nào mà mua được bất động sản cái thời điểm này là hầu như là mình lời trước mắt rồi đó cả nhà. Tại sao mà Bảo Việt nói như vậy? Tại vì cái thời điểm mà thời gian mà trước dịch đó, thời điểm mà bất động sản sốt á, có nhiều cô chú anh chị phải mua với cái giá lầm lên đến là 200 triệu, 300 triệu là chuyện bình thường. Tại thời điểm sốt mà mình mua thì phải giá nó mắc rồi. Còn bây giờ thì cô chú anh chị mình mua rất là rẻ ha. Ở đây thì mình đã có hàng rào đồ sẵn rồi, bảo vệ cho đất mình luôn ha. Và phía sau này mình còn có một cái tuyến đường nữa nha cô chú anh chị. Phía sau nhà của mình còn có một cái tuyến đường, thì đường này nói chung là nhỏ thôi, để mình dẫn ra những cái mảnh ruộng phía sau nhà. Thì đây cũng là đường lối đi chung luôn. Thì Việt nghĩ thì cái tuyến đường này nó cũng không có giá trị gì nhiều đâu, hầu như để cho mình chạy xe gắn máy rồi vô thôi, hầu như là mình phải vô đường chính hết nha cả nhà. Thì tất cả thông tin Bảo Việt đã cung cấp rất là rõ ràng rồi ha. Cô chú anh chị mình còn thắc mắc một cái vấn đề gì đó thì gia đình mình cứ liên hệ trực tiếp cho Bảo Việt qua số điện thoại 0933827963. Bảo Việt xin mời cô chú anh chị mình ra đây để cho sáng tí xíu nè, mình quan sát lại tổng khu vực đất mình đi một lần nữa cùng Bảo Việt ha, thì Bảo Việt sẽ báo giá cho mình luôn. Với cái diện tích là 2.500 mét vuông, có 300 mét vuông thổ và 1.700 mét vuông là đất trồng cây hàng năm và 500 mét vuông là đất lúa. Thì cô chú anh chị mà thấy không, mảnh đất của mình rất là rộng rãi, chiều ngang là 45 mét, dài cho là 60 mét, xung quanh đã trồng cây cối đầy đủ hết rồi.
đó, có đầy đủ tất cả các cây luôn. Còn cô chú anh chị mình nếu yêu thích trồng kiểng thì mình về mình trồng phía trước sân nhà của mình cũng rất là tuyệt vời ha. Mình có thể mình kinh doanh, mình làm kinh tế cũng rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị. Nhà đây là nhà sân vườn thì cô chú anh chị mình có thể mình làm kinh tế theo mô hình vườn ao chuồng ha, có ao sẵn, có vườn sẵn rồi. Đó, chỉ có cái là cô chú anh chị mình có thích để mình kinh doanh hay không. Còn đất của mình ở đây thì có 300 mét vuông thì cô chú anh chị mình có thể mình xây được một cái biệt thự cỡ lớn ha. Đó, thì những cái gì mà việc nói thì chắc chắn là cô chú anh chị mình có nguồn tài chính dư dả thì gia đình mình cũng đã hiểu rồi. Và đối diện với nhà mình thì còn có một cái biệt thự, một cái villa rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Nhà mình, đất mình nằm trên mặt tiền đường nhựa là 8 mét nha cô chú anh chị. Hiện tại bây giờ đường chỉ là 4 mét thôi và còn nâng cấp mở rộng lên đến là 8 mét, có làn vỉa hè cho mình đầy đủ. Đường mình là thông từ tuyến đường 826 Đinh Đức Thiện nối dài ra quốc lộ 50, thì cô chú anh chị mình kết nối về các quận lân cận như là quận 6, quận 7, quận 8, quận Bình Tân, Tân Bình thì chỉ mất tầm khoảng 30 phút đi xe thôi, khoảng tầm là 15 cây số trở lại thôi nha cô chú anh chị. Tất cả thông tin bảo việc cung cấp rất rõ ràng. Nhà mình là sổ riêng 100%, cô chú anh chị mình cấm sổ mình vay ngân hàng được luôn. Và bây giờ thì bảo vệ xin báo giá tổng của giá trị miếng đất hôm nay, lô đất hôm nay ha. Tổng giá trị của khu vực đất hôm nay bảo vệ review giới thiệu của chú anh chị mình là 7 tỷ 500 triệu, khoảng tầm là 2,8 triệu một mét vuông nha cô chú anh chị. Nếu như cô chú anh chị mình thích mảnh đất hôm nay thì cứ nhấc máy là gọi trực tiếp cho bảo vệ qua số điện thoại 0933 82 7963. À, cô chú anh chị mình thấy không? Có nhà cấp 4 tặng sẵn cho mình luôn. Thời điểm hiện tại anh gia chủ đang ngập tiền cho nên cô chú anh chị mình xuống đây gặp trực tiếp ảnh thương lượng giá cả. Cô chú anh chị mình không mua đến giá là kho 2,8 triệu mét vuông đâu cô chú anh chị, khoảng tầm là 2,5 triệu hoặc 2,6 triệu trở lại thôi là cô chú anh chị mình đã sở hữu miếng đất này rồi ha. Thì tất cả thông tin bảo việc cung cấp rất mong cô chú anh chị mình đóng góp ý kiến bên dưới bình luận để kênh của bảo việc càng ngày phát triển hơn. Và cuối video thì bảo việc xin kính chúc cho toàn thể của cô chú anh chị mình thật nhiều sức khỏe và sớm tìm được căn nhà ưng ý cũng như là lô đất ưng ý. Nếu như cô chú anh chị mình yêu thích kênh Nhà Đất Bảo Việt thì nhớ nhấn nút like cũng như là đăng ký kênh để luôn theo dõi những video tiếp theo. Và bây giờ thì Bảo Việt xin kính chào và hẹn gặp lại cả nhà mình. Xin chào tạm biệt cả nhà.